Từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 3, vùng 5 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động dân vận trên địa bàn các đảo thuộc vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Tại đảo Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đốc, cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 1.000 lượt người dân, khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 250 lượt người, tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao cứu sinh, 150.000 lít nước ngọt cho các tàu cá ngư dân. Dịp này, cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân cũng đã cấp phát 1.200 bộ tài liệu những điều cần biết khi đi biển, 1.000 thư kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và Cà Mau về hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho ngư dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, đồng thời cổ vũ động viên ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.